Ủa mấy con cá nó thấy con nó bơi qua quá trời luôn chứ, thấy không? Trời, đứng ngay cái quạt nó thổi. Đây, ở trong đây đẹp mà, quên chị Thanh. Đây thưa quý vị, thấy chưa, rất là dễ thương, xinh, nhẹ nhàng. Giờ ra cửa đứng coi tất cả khen đẹp không nè. Ủa kéo vô rồi nè, có ai thấy em đẹp không? Ngày hôm nay là Trâm đang qua nhà của chú Trâm đó, không những nhà mà đây là một cái gì ta, gọi là gì ta, một xếp đồ rất là hoành tráng của chú mình, chú ruột của mình đó, chú Tài Phạm Phạm, còn được gọi là chú Tài Design. Đây là những bộ đồ, trời ơi, thích, mình ngồi nó thích bộ này, cái mình ôm nguyên con này mình về luôn không chú. Hello chú Tài. Hello. Sao con tới rồi chú không có thương con gì cho vậy? Ý cho con heo. Này chú Tài, chú. Hello. Chú của Trâm đó quý vị, chú chưa vợ nha. Công việc cái clip này là Trâm sẽ bán chú mình luôn. Bán miếng, gạ miếng thôi. Con à mình biết rồi, mình sẽ gả chú cho một cái chị trong team YouTube của mình. Ừ, hy vọng chị đó tối nay coi clip, chị dựng clip lại, chị sẽ nghe được cái đoạn này. Chú cứ ngóc cái clip này lên là chị đó sẽ coi. Chị Mia, chị hãy coi clip này của em. À, thật ra thì ngày hôm nay là Trâm có dẫn một người đặc biệt tới đây để mà chú đo đồ và may một bộ váy rất là xinh. Và người đó thì đang cầm camera rồi, bây giờ mình sẽ quay lại cho quý vị. Ủa gì kỳ vậy trời? Giới thiệu thêm đi. Chán ghê luôn á, chú thì ngại, rồi chỉ cũng ngại luôn, rồi không biết sao quay luôn á quý vị. Thật ra thì mình đi may đồ cho chị Pate. Còn đồ như thế nào thì chừng nào up clip lên thì mọi người sẽ biết nha. À, đây là đồ thiết kế của chú Trâm. Thường là chú cũng hay diễn thời trang nè, thời trang và cuộc sống nè. Đây là những cái mẫu thiết kế của chú. Thì Trâm thấy là đa phần là những đồ của chú may là ở tuổi trung niên hay sao á đó. Đó, đồ trẻ cũng có luôn mà chú bán hết rồi. Hôm nay là đang trưng những cái bộ đồ, những cái mẫu. Ui, mẫu này mà con bận được nè chú. Đẹp chưa? Màu hồng nè. Đó. Trời ơi, thích cái màu xanh ngọt ngào quá nè. Chị Thanh Thánh Thiện mà chị bận đồ này vô chứ thùy mị lắm ha. Trời ơi, màu tím trung thủy nè. Đây, cái mẫu này là đang rất là hot luôn. Cái vải này cũng đang rất là hot luôn. Hôm Tết mình cũng có bận những bộ kiểu mẫu giống vậy. Nhưng mà bộ rồi nè, đây nữa nè, rất là xinh luôn nè quý vị. Đó, chú của Trâm là cũng ở Quận Nghẻ, vô trong Sài Gòn lập nghiệp từ nhỏ tới giờ cũng mười mấy năm ở trong Sài Gòn rồi. Vậy mẫu á nè. Trời ơi, xinh quá à. Trâm sẽ đi thử bộ này liền. Trời ơi, chú ơi, xem không chú. Mua ba lê, qua tiệm của chú mua ba lê. Xong đi thử liền. Ủa mà sai của ai vậy ta? Sai con hả? Rồi, bây giờ mọi người trong thời gian mọi người đi coi đồ đi, Trâm sẽ thử bộ này ra cho mọi người xem nha. Hôm bữa chú có tặng cho Trâm một bộ rồi. Đó là bộ này. Bữa chú tặng cho Trâm bộ này nè. Định là về quê với mẹ tính á, bữa nào đi làm ruộng á, bận đi làm ruộng. Hôm nay mặc thử rồi qua lại lên. Ok luôn chú. Rồi, em vô em thử bộ này em ra liền nha. Chú nói chuyện với khán giả đi, chú ngại gì vậy? Chứ không biết nói gì đâu. Ngộ ghê á, qua với con bao nhiêu lần rồi mà giờ cái không biết nói gì đâu. Chú nói thì có đi làm diễn viên rồi. Chú nói những tập xấu của Hồ Bích Trâm đi. Hồi Trâm mà không biết cái tật xấu gì luôn. Trời ơi, ủa gì kỳ vậy chú, cá không biết gì trơn á. Không biết tật xấu, còn đức tính tốt thì sao chú? Nói nhiều anh nhiều. Không có xấu có tốt gì luôn Trâm ơi. Em không có điểm ấn tượng rồi đó. Trời ơi chú ơi, cái đầm này nó sexy quá nè. Sex quá hả? Nó rất là sexy nhưng mà rất đẹp chú. Nhưng mà chú phải kéo áo cho con quá đi. Đây chú mình là nhà thiết kế là nam luôn mà chú vẫn kéo áo cho. Trời, mấy chị nào mà tới đây thử đồ là chú kéo áo hết. Xinh hả? Chết
chát, giấu cái oxy chiên đi. Giấu cái oxy chiên đi, trời ơi thiệt. Có dài lên, có dài kìa. Có được dài luôn hả chú? Đẹp á Trâm. Trời ơi, bữa sao chú cho con bộ này? Thế này, đúng rồi, cái này dễ bạn hơn, cái kiểu kiểu kia. Ồ, con thích này hơn nè, bữa chú cho con bông hoa. Một hồi em cũng tự buộc kia gì coi luôn. Cái này đẹp quá. Thấy chưa? Trời ơi, nó hợp với cái đôi bông tai con đang đeo luôn á chú. Quý vị cái thấy đẹp không ạ? Đây, tài design nha mọi người. Nhà thiết kế tài design. Địa chỉ. Hả, địa chỉ gì? Địa chỉ ở đây. À, địa chỉ hả? Em tưởng chị kêu bức chỉ, đút chỉ gì nữa chứ. Dạ, địa chỉ là 14 Lý Chính Thắng. Phường bao nhiêu chú? Phường 8, quận 3. Thật ra Trâm cũng qua đây cũng ít lắm. Tại ít khi đi làm suốt cũng ít qua chú mà. Ví dụ như chú cần gì chú nhắn tin có hai chú cháu ráp qua lại vậy đó. Rồi nói giá bộ này như bao nhiêu để quý khán giả nào thích thì đặt may nè. Chú lắc đầu rồi. Chú lắc đầu, ý chú là sao? Em biết giá rồi. Trời ơi, con lấy đâu? Ô mẹ. Ở đây có may theo số đo. Ở bên đây là có may theo số đo nè. Rồi có may theo kiểu mẫu. Nói chung là mọi người thích cái gì cũng được luôn. Ở bên đây thì chú trong nghề cũng năm mười mấy năm rồi. Đó thì cái mẫu này của chú là chú bán cũng sạch sẽ luôn rồi. Còn có một cái, hai cái gì thôi nè. Đúng không chú? Còn cái. Còn một cái duy nhất luôn á hả? Là con tới là con hút tay chân á hả? Còn một cái cuối cùng nếu mà bạn nào thích cái mẫu này thì có thể may. Gì vậy? Góc nó đẹp. À, đúng rồi, đẹp quá hả? Đèn sáng. Rồi bây giờ em con ra con ôm cái con mà là cành vô con đứng đó luôn. Thì coi có người đi đường người ta có dòm gì không? Thiệt. Mày đi cành đứng. Mày đi cành đứng. Đứng không được chớp mắt luôn. Bộ này đẹp nhưng mà có hở này quá không chú? Không có gì đâu, xíu mà. Không, không sao đâu. Sợ hở vú. Nhưng mà đẹp. Nhìn nó gọn người ha. Chữ A. Chị cũng xinh quá. Phù hợp với cái dạng đó đó, ôm eo ấy. Ý chị, cổ tim nè, cái tay nè. Đúng rồi. Chị thử đi. Nhưng mà không có sai. Không có, ý là không cần kéo lên, chị thử vô để chị để chú lấy coi phơm thử coi thử là nó hợp không. Và cái tay này á. Mai dài xuống nhìn xa đẹp lắm á. Nhưng mà nó phải vải này đâu đúng không chú? Đúng rồi, không phải vải kia. Vải trơn á. Vải đó là vải này nè, cái này cũng được. Dạ. Này màu kem đó. Chị chú nhưng mà cái này chú đừng có cho nó ái quá chú mày. Đúng rồi. Cho nó cao là xíu, tìm chị Thanh Thánh Thiền sẽ hợp như vậy hơn. Là dài xuống tới mắt cá luôn. Để chú biết làm cái gì không? Làm kiểu này thì sao làm một cái nơ nữa. Nhìn nó dễ thương lắm á. À. Một cái nơ dài. Làm một cái nơ dài để chụp hình vào lúc chú rẽ. Gắn ra gắn vô được. Dễ thương lắm. Cái lý này mất mai mất rồi. Ê, bạn nằm này xinh quá mọi người. Tự nhiên á, bạn nằm vô có thấy mình gái liền luôn á. Dạ con sẽ lấy một bộ bất kỳ của chú đem thử vô coi thử là mình có bận được những mẫu khác của chú đó không nha. Chú nhiều mẫu lắm, trẻ có rồi trung niên cũng có luôn. Đây là một cái mẫu của đợt trước rồi. À đặc biệt nha, bên chú của mình á là sao ta, khách hàng ở Quảng Ngãi rất nhiều luôn. Mấy chị với mấy cô quay Quảng Ngãi là đặt hàng rất rất nhiều luôn. Đẹp mà, sang mà. Nhưng mà con thích sắc cánh. Vậy là bây giờ chú, nhưng mà chú lột đồ ra rồi nó lạnh sao? Thôi chú lột đồ ra nó lạnh sao chú? Lạnh không? Chú lột ra cái nó lạnh sao? Có đèn rồi vô hết lạnh. Có đèn rồi vô hết lạnh nè. Đây đủ màu sắc luôn nè. Cái này á là mình chỉ cần làm tóc đơn giản thôi. Sau đó mình cầm cái giỏ mình xin vô nó ok. Một hồi thử cái này giùm em nha chị Ba Tê. Thử cái này để em biết mình lấy không nào. Cái tay này không có làm nhỏ vậy đâu. Nó to xuống một xíu nữa, nó xuống đây nè. Xuống một xíu nữa chú ha. Nhưng mà công nhận là bận cái form này vô nó gọn. Form nó gọn gọn ghê luôn á. Form đẹp ghê. Giống như chú mai cái này cho con vậy á. Trời ơi. Bữa không cho con cái này. Bây giờ trời ơi. Bữa chú cho con cái này. Bây giờ con thử cái này lên cho mọi người coi. Do bữa là cái mùa xuân nên mang đi mặc cái bông. Con về quê con có bận đầm đâu chú thấy không? Con về quê con bận đồ bộ không à. Ý của chú là tặng cho Trâm một cái đầm xinh như thế này, bông hoa này để cho mùa xuân. À, nhưng mà cuối cùng Tết Trâm về cho bận 80 bộ đồ bộ. Không bận gì hết, chú vô nhà cũng bận đồ bộ luôn. Cái này xé luôn à chú. Đây con ai con bận đồ cho chú thôi nha. À quý vị chờ em một xíu nha quý vị. Em còn chưa thử đồ với chị Ba Tê nữa mà em làm thử cho em không à. Chú ơi chú kéo dùng con với chú. Rồi, cảm ơn chú.
Ở đây khách màu xanh đẹp quá vậy Thanh ơi. Làm dáng quá. Khách của anh là chủ yếu ở tỉnh nào anh? Không, nói chung ra nhiều nơi, mà ở đây khách ở đây cũng nhiều là nhiều. Khách mà khách chơi dạng trung niên là nhiều nhất. May theo số đo nên đúng rồi, thì mình sẽ đo toàn cách vô là trung niên người ta thích mặc theo số đo. Size mà size đứng lớn lớn người nhiều người đó họ họ không có chỗ mua đồ ra người ấy đó. Ở đây người ta ta đặt may nhiều. Mà có mua và có cho thuê luôn đúng không? Không, hồi xưa giờ không cho thuê. À, khách hỏi như thế không có. Sang ha, đây là sang trọng. Đây là mông ra mông, eo ra eo và dòng một ra dòng một. Này có đôi dài cao vô nữa, tại vì con nãy con có mang. Có đôi dài nãy bảo được hả? Dạ chật lắm, chân con bự lắm. Thôi được rồi chú. Con này có một đôi. Được rồi, để con mang đôi này cho. Thôi để con mang đôi này. Vâng. Đây là màn biểu diễn thời trang đến từ nhà thiết kế Tài Design. Đèn mang đèn nó lên luôn. Dạ không luôn. Đồ kia có à? Quậy dễ sợ luôn. Đây đồ dép của bà cô. Cũng được mà chú ha. Sao được cũng hợp mà. À, bộ này là kiểu nhu nhẹ nhàng, vô mì. À giám đốc. CCO thịt lãm á. Thịt lãm đó, đây là kiểu giống như là làm giám đốc rồi đó, tổng giám đốc rồi đó là tới là sức chất giỏ tới. Đó ngồi làm việc đồ. Không, sắp tới em làm phim đó, bộ phim sắp tới nè, giờ chú Tài tài trợ đồ. Không, bộ phim tháng 5 đó. Bộ phim tháng 5 hả? Được luôn. Má Phương Dung. Mời má Phương Dung, chú Tài tài trợ cho má Phương Dung luôn. Gài gỗ chú mình luôn. Nói chứ chú là bây giờ muốn tài trợ là chú tài trợ cho Trâm thôi, chứ tại vì chú thương Trâm lắm. Thiệt. Chú thương lắm chú đi. Bây giờ con thử cái đầm này cho chú coi nha. Bữa chú chưa được coi. Thì Trâm thử cái đầm này cho mọi người xem ha. Cái kiểu này thì nó nhã nhặn, nó kiểu nhà CEO á, kiểu làm giám đốc đó. Rồi bây giờ con sẽ thử cái bộ này. Mà cái bộ con đang bận, cái mông nó bự dưới chú. Ừ. Nó ôm cái mông. Đông dáng. Ủa chú là thứ mấy? Ba của Trâm là thứ mấy nhỉ? Chú cho kế thêm con đó. À, má của chú với lại bà nội của em là cùng ông ngoại. À. Là cùng ông ngoại đó chị. Chị chưa hiểu đó chú. Chị tưởng đâu là chú là không, em à. Em ruột của ba. Đó là chú chính á. Chú chính mới là em ruột của ba, còn chú Tài là bà con gần trong nhà. Ừ. Nhưng mà tới mãi tới mười mấy tuổi mới biết nhau. Sao vậy? Thì lúc vô ra Sài Gòn là lúc đông. Chú vô từ vô Sài Gòn từ lâu rồi, em lúc đó một chưa vô mà. Đúng, dễ thương ha. Nhưng mà cái màu, cái kia nó đơn, thì mặt nó dễ hơn. Nhưng mà con thích cái tay vài này dễ luôn. Trời ơi, con nín bèo. Nín bèo quá nè. Thủ mấy con cá nó thấy con nó bơi qua quá trời luôn chứ thấy không. Trời đứng ngay cái quạt nó thổi. Đây, ở trong đây đẹp mà quên chị Thanh. Đây thưa quý vị. Thấy chưa, rất là dễ thương. Xinh nhẹ nhàng. Giờ ra cửa đứng coi tất cả khen đẹp không nè. Ủa kéo vô rồi có ai thấy em đẹp không? Qua đi phá quá à. Qua nhà tiệm chú phá quá à. Xinh ha. Đây xinh, con bận vô con bánh bèo luôn á, chú còn không dám đi đàn ông luôn á. Còn cái này cũng rất là xinh nữa nè quý vị, này cũng rất là xinh. À, mình nhìn vậy thôi chứ khi mà nó lên form dáng này họ kia là mình sẽ thấy là mình bận vô nó sẽ khác cái lúc mà mình nhìn ở ngoài, đúng không? Rồi cái mẫu này cũng rất là xinh đó nè, mẫu này cũng rất là xinh đó nè. Cái form này là giống cái form cái màu xanh nãy á chị. Giờ con rảnh mà chú cho con thử một cái đầm nào mà dài được không? Này hả chú, này sẽ gì?
thôi nè, có mận này đâu. Nào mà nó đơn giản hơn được không đây? Màu vàng rồi. Đính hạt lồng lộ đó. Đính hạt mà bận lên mất thời gian. Trời ơi, này là đuôi cá đó nè. Đi, bỏ cái đó đi. Không, đem miếng dán. Có, ở đây có. Có luôn hả? Không, con dán mà có, không mốt. Rồi, thử cái đầm này đi theo hoa hậu cho mọi người xem. Tức quá. Em bận lên để cho chị thấy là tại sao là mình nên bận trơn. Nghe không? Để cho chị Thanh thấy. Bữa nay dẫn chị Thanh đi thử đồ, cuối cùng con thử không vậy rồi. Chú kéo kéo vô một xíu cho chú. Ê, cái đầm này xinh mà. Nhưng mà cái kia là dễ lặn hơn. Ba đầm, đầm nào cũng xinh hết. Mỗi đầm có một nét đẹp riêng. Chú chị chuẩn bị, chị coi em nè. Em bước ra một cái chị xỉu nha chị Thanh. Xỉu rất điện thoại chị, luôn chị nha. Chị rất điện thoại xuống nha. Cái đó không mang giày lấy được. Dạ, nè nó dài cái tiếng coi. Cái giày đó mới chặt cái đèn luôn. Bỏ anh xíu nha, bỏ 15 phút. Ủa này sai gì chú? 5 phút cây nè. Kệ à. À rồi, có ai không? À, chú em có đồ nhậu rồi đó. Ok ok, rồi rồi. 7 giờ đi, 7 giờ đi. Chú ơi, như cái này con bỏ không vừa á. Cái đó hả? Dạ, con chú đừng vô, con chưa, không nhét lên được. Kéo phần kéo hết chi kéo xuống. Không kéo hết rồi nè. Vậy hả? Rồi cái hông nó bị chật. Để coi lại cắt cắt đi. Đó, cái này lên đẹp quá nè. Mày sao nó không vô ta? Đâu dạ, đâu. Vô được không? Thì mày cố gắng. Cái đó đồ giãn mà. Chị quay rồi. À, có. Chết rồi, cái clip này sẽ triệu view đây. Hé lộ trăm sexy trong phòng thay đồ. Rồi xong. Không được đúng không? Rồi con mặc quá rồi. Lên được chưa? Dạ chưa, thôi con mặc đồ con vô nha. Con bị đổ hàng rồi. Bỏ cuộc hả? Bỏ cuộc rồi, bữa nay con mặc quá rồi. Có lấy bộ vàng này không? Không, không lấy luôn, không được quá rồi. Em máy lẹ cho chú em đi nhậu nè. Rồi. Chưa, 7 giờ mới đi mà máy. Trời ơi. Mới 6 giờ rồi. Không, mà thử mấy bộ như vậy là khán giả đủ biết là đồ đẹp như thế nào rồi. Nhưng mà cuối clip là chị Thanh phải phải ấy cho chú. À lộn, phải để cho chú em đo đồ. Bữa nay là Trâm sẽ dẫn chị Thanh tới đây để chị Thanh may một cái đầm. Một cái đầm bận đi gen. Ủa cái đó mặc không vô hả Trâm? Dạ. Cái đó sao mặc không vô ta? Dạ vô chú. Nhưng mà vô được một cái chân à. Vậy mà nói ốm. Phải ốm, phải giảm nè. Trời ơi, biết sao không chú? Tại vì cái hông của con nó bị bự. Nó không vô cái hông, chứ còn cái eo thì vẫn vừa. Cái hông kéo nó lên. Tại cái hông con nó bị bự á. Nhưng mà thôi để mình ướm cho quý vị coi nè. Nó là dạng đuôi cá nha. Vậy cái này phải nên mang cái đôi giày 15 phân. Đúng không chú? Lần trước con đi đôi giày 15 phân, con bước lên sân khấu là rung một cái trời ơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Đây là tại vì chú của mình nên mình thân nên là mình giỡn nãy giờ nhí nhố vậy đó mọi người ơi. Ủa chưa có bay clip đâu. Chưa có bay clip mà bây giờ chị vô chú ra đo xa đo đồ cho chị Thanh nè. Đo quay làm gì? Đo quay làm gì? May một bộ đồ để đi event. Vậy hả? Ok. Bộ đồ may event màu trắng. Nhưng mà em phải làm một clip riêng cho chị chứ chị không chịu làm clip chung với em đâu. Rồi ok, giờ chị chào khán giả của em đi xong rồi. Chị chào khán giả của em đi. Chào quý khán giả. Quý khán giả nhớ ủng hộ cho phim Về Nhà Ăn Tết. Giờ này còn phim về nhà ăn Tết nữa. Cái này clip này up ngày nào? Ngày mai mất luôn. Ngày mai up luôn, hồi cho phim về nhà ăn Tết. Rồi xin chào. Em muốn tự chào em luôn nè. Bye bye. Chào chú, chào chú. Bye chú bye. Là bây giờ đây không đi nhậu nè. Rồi bye bye. Bảy giờ mấy rồi, mới 6 giờ làm sao.